Mến chào quý vị, Phương Thảo rất vinh dự khi luôn được cùng đồng hành với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự cập nhật trên kênh Tin Mới Nhất. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất và chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với Tin Mới Nhất với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc ngày hôm nay đã khởi động phản ứng khẩn cấp cấp 4 nhằm phòng chống lũ khi mưa lớn dẫn tới mực nước dâng cao ở thượng nguồn sông Trường Giang. Và theo một dự báo mới nhất, thì một đợt mưa lớn tiếp theo ở Trung Quốc sẽ bắt đầu vào ngày mai. Trước đó, đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang đã phải mở hai cửa để xả lũ và Phượng Hoàng Cổ Trấn với hơn 2.000 năm lịch sử đã được cho là bị mưa lũ tàn phá. Trang Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc sáng qua đưa tin nước này đã khởi động phản ứng khẩn cấp cấp 4 nhằm phòng chống lũ khi mưa lớn dẫn tới mực nước dâng cao ở thượng nguồn sông Trường Giang. Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang dự báo lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp vào lúc 14 giờ cùng ngày sẽ tăng lên khoảng mức 53.000 mét khối trên giây. Tuy nhiên, chỉ đến 10 giờ sáng một ngày trước đó, lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 53.000 mét khối, làm phát sinh trận hồng thủy số 2 trong năm. Và đến 14 giờ cùng ngày, mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp tăng lên đến 149,08 mét, trong khi lưu lượng nước đổ về thực tế đạt 56.000 mét khối trên giây, còn lượng xả ra là 38.600 mét khối trên giây. Căn cứ theo quy định, lúc 20 giờ tối ngày hôm qua, Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia của Trung Quốc đã khởi động phản ứng khẩn cấp cấp 4, cấp thấp nhất trong thang 4 cấp nhằm phòng chống lũ, thông báo cho các khu vực liên quan, đồng thời cử hai tổ công tác tới Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy để hỗ trợ công tác chống lũ và cứu trợ thiên tai của địa phương này. Theo số liệu giám sát khí tượng của Trung Quốc, từ đầu tháng trước đến nay, lượng mưa lớn tại các tỉnh Giang Tô, An Huy, Hồ Bắc đều cao trên gấp đôi hàng năm. Từ cuối tháng trước đến nay, một số nơi ở miền Tây Nam của nước này, tổng lượng mưa luôn ở mức 150-350mm. Một số nơi ở Hồ Bắc, địa phương có đập Tam Hiệp và Trùng Khánh lên tới 410-447mm. Các khu vực có mưa lớn ở Trung Quốc phân bố khá rộng, không chỉ ở các tỉnh phía Nam, khu vực phía Bắc, trong đó có thủ đô của Bắc Kinh, lượng mưa cũng nhiều hơn rõ rệt. Trong vòng 48 giờ tới, thành phố vốn ít mưa này cũng đã phát đi cảnh báo mưa lớn, lũ quét, có vùng xảy ra mưa đá, các hiện tượng địa chất khác. Dự báo từ ngày mai đến 2 ngày tiếp theo, tổng lượng mưa tại các địa phương ở vùng Tây Nam, Trung và Hạ Lưu của sông Trường Giang Trung Quốc sẽ phổ biến ở mức 120-200mm. Có nơi lên đến 220-300mm. Được biết tháng này và tháng tới sẽ là giai đoạn quan trọng trong phòng chống mưa lũ ở Trung Quốc. Gần cả tháng qua, Trung Quốc mưa lớn kéo dài khiến nhiều tỉnh thành như Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Bắc, Hồ Nam bị ngập lụt. Trong đó, Phượng Hoàng Cổ Trấn thuộc tỉnh Hồ Nam là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt. Đặc biệt, từ khoảng 16:30 đến 20 giờ ngày thứ Hai tuần trước, lượng mưa ở Phượng Hoàng đạt mức 152,5mm. Làm cả trấn cổ này bị ngập nước trong nước lũ đục ngầu. Nước Đà Giang, linh hồn của cuộc chiến này dâng cao, nhấn chìm những con đường lát gạch bên bờ, gây khó khăn cho việc đi lại. Sở khí tượng thành phố Tương Tây đã nâng mức cảnh báo báo động đỏ, tiến hành di tản người dân, du khách đến nơi an toàn. Cây cầu gỗ thiết kế cong bị bắt ngang sông, nằm gần một con đập nhỏ ngăn giữa dòng và một bánh xe nước. Phong cảnh rất nên thơ là một trong những địa điểm sống ảo thu hút khách ở Phượng Hoàng. Thế nhưng hiện nó như sắp bị nhấn chìm. Mực nước mấp mé mặt cầu rất nguy hiểm. Cầu Tuyết hay còn gọi là cầu Tuyết Kiều, một trong bốn cây cầu thuộc bộ tứ Tuyết Vũ Phụ Phong nổi tiếng của Phượng Hoàng Cổ Trấn đã bị cô lập bởi nước lũ. Tuy vẫn được thắp sáng bằng đèn điện trong đêm, Phượng Hoàng Cổ Trấn được hình thành từ thời Xuân Thu khoảng năm 770 đến năm 476 trước Công Nguyên, nằm ở phía trên một nhánh của đập Tam Hiệp, là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất của Trung Quốc, thu hút rất nhiều khách tham quan. Thị trấn cổ này của Trung Quốc không chỉ nổi tiếng về cảnh quan thiên nhiên mà còn cả về những thành quách, dãy phố, nhà cửa, gia trang, văn miếu, đền chùa có giá trị văn hóa nguyên vẹn. Điều gây ấn tượng nhất đối với du khách là những ngôi nhà cổ kính nằm dọc theo bên sông. Chúng mang đậm nét đặc trưng kiến trúc của dân tộc Thổ Gia, được gọi là kiến trúc điếu cước lầu. Nhìn từ xa những ngôi nhà như đang trôi trên dòng sông Đà Giang. Dòng sông đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của người dân địa phương trong nhiều thập kỷ qua. Trải dài 96,9 km, sông Đà Giang là huyết mạch của cổ trấn này.
đặc biệt trong đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Ở Phượng Hoàng cổ trấn, cứ vào 5 giờ sáng, những người dân sống ở trong cổ trấn này thường mang quần áo ra giặt rũ ở dọc hai bên sông Đà Giang. Mặc dù hầu hết nhà nào cũng có máy giặt và máy sấy, nhưng người dân nơi đây vẫn thường giặt rũ quần áo bằng cách dùng chày để đập. Tiếng chày đập quần áo vẫn thường vang lên giữa không gian tĩnh mịch vào những buổi sáng còn mờ hơi sương. Phần lớn dân số ở Phượng Hoàng cổ trấn đều là người dân tộc Miêu và Thổ Gia, nên cổ trấn dường như không bao giờ thiếu nét đẹp văn hóa dân tộc. Trôi dọc bờ sông hoặc đi dọc những con hẻm nhỏ bằng đá, du khách dễ dàng bắt gặp những người phụ nữ Miêu tộc ăn mặc trang phục dân tộc đặc trưng kết hợp với những món đồ trang sức vàng bạc. Vào ngày 28 tháng 3 năm 2008, thị trấn Phượng Hoàng cổ trấn đã được liệt kê vào danh sách di sản được thế giới, được UNESCO xếp hạng mục văn hóa. Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu những đợt mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt ở các tỉnh thành miền Nam và miền Trung của Trung Quốc sẽ có mưa lớn. Nhiều người dân đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ mưa lũ có thể ảnh hưởng đến Việt Nam. Trước vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khẳng định, các khu vực mưa lũ lớn đang diễn ra hiện nay bên Trung Quốc chủ yếu tập trung ở khu vực phía đông và đông nam của Trung Quốc và không ảnh hưởng gì tới Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, ủy viên của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, mưa lũ ở miền Nam Trung Quốc hiện nay không ảnh hưởng đến Việt Nam, toàn bộ nước lũ đổ ra biển phía Nhật Bản, không đổ ra biển Đông. Nói về những nguy cơ khi nước lũ đang đổ về đập Tam Hiệp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, đập Tam Hiệp thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, cách Vũ Hán khoảng 70 km, sẽ không ảnh hưởng đến Việt Nam. Đập Tam Hiệp được xây dựng trên dòng sông Dương Tử, đoạn chảy qua thị trấn Tam Đậu Bình, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, với ba mục đích chính là sản xuất điện, kiểm soát lũ và hỗ trợ giao thông đường thủy. Khởi nguồn của ý tưởng xây dựng con đập lớn trải dài lãnh thổ của Trung Quốc đến từ Tôn Trung Sơn, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Trung Quốc. Ông đã sớm đề xuất ý tưởng về con đập này vào thời gian đầu của những năm 1919. Một bài báo mang tiêu đề Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp đã tường thuật lại ý tưởng này của ông. Theo đó, ông mong muốn xây dựng một con đập vừa để kiểm soát lũ lụt tại sông Dương Tử, vừa nhằm thể hiện sức mạnh mới của Trung Quốc. Tuy nhiên, đến năm 1994 và năm 1995, dự án này mới được bắt tay vào nghiên cứu thực hiện. Năm 2012, con đập có giá trị 26 tỷ đô la Mỹ với chiều cao gần 185 m, chiều dài 2.335 m chính thức được đi vào hoạt động đầy đủ công suất và được coi là thành tựu lớn của Trung Quốc. Mặc dù tin đồn rằng đập Tam Hiệp có thể nhìn thấy từ ngoài không gian là không chính xác, nhưng con đập này thực sự rất to lớn. Các kỹ sư cần tới 510.000 tấn thép để xây dựng con đập khổng lồ này. Số nguyên vật liệu nói trên đủ để xây dựng hơn 60 tháp Eiffel của Pháp. Đập Tam Hiệp cung cấp năng lượng cho hàng triệu người sử dụng từ 34 tổ máy phát điện khổng lồ, tạo ra sản lượng điện khoảng 88 tỷ kWh mỗi năm. Con đập này tương đương với một nhà máy phát điện có khả năng tiêu thụ 25 tấn dầu thô hoặc 50 triệu tấn than. Dự án sau khi hoàn thành giúp tàu thuyền đi qua khu vực được an toàn hơn. Tàu thuyền lớn từ thành phố Thượng Hải ở bờ biển Hoa Đông có thể di chuyển hơn 2.000 km để đến Trùng Khánh. Năm 2015, thang nâng lớn nhất thế giới được đưa vào vận hành tại đập Tam Hiệp, giúp đưa tàu nặng đến 3.000 tấn đi qua con đập để tiếp tục hành trình trên sông Dương Tử. Bên cạnh đó, con đập còn có hệ thống giúp đưa tàu thuyền lên đến 10.000 tấn đi qua đập. Dù mang lại nhiều lợi ích cũng như được ca ngợi là thành tựu lớn từ Trung Quốc về xây dựng đập Tam Hiệp, nhưng cũng vướng phải rất nhiều tranh cãi. Một trong những tranh cãi lớn nhất liên quan đến đập Tam Hiệp là mức độ thiệt hại mà công trình này gây ra cho môi trường. Khu vực xung quanh con đập Tam Hiệp là ngôi nhà của 60.400 loài thực vật, 3.400 loài côn trùng, 300 loài cá và hơn 500 loài động vật sống trên cạn. Con đập không chỉ ảnh hưởng đến các loại này mà còn ảnh hưởng đến cả môi trường sống của chúng. Xói mòn hồ chứa gây ra lở đất và thậm chí đã đe dọa một trong những khu vực ngư nghiệp lớn nhất trên thế giới ở Biển Đông. Con đập lớn đến nỗi nó đã tạo ra một vùng khí hậu nhỏ riêng biệt, đe dọa hệ sinh thái của khu vực. Thứ hai, khi dự án được tiến hành, 1,2 triệu người dân Trung Quốc đã buộc phải di rời và tìm chỗ cư trú mới. Hiện tại, chính phủ Trung Quốc vẫn đang di cư người dân ra khỏi khu vực và dự kiến sẽ có thêm hàng trăm ngàn người rời khỏi khu vực này trong những năm tới. Thứ ba, sự di chuyển của khối lượng nước khổng lồ ở đập Tam Hiệp đã khiến trái đất quay chậm lại hơn so với quán tính. Việc đẩy 42 tỷ tấn nước lên cao 145 mét so với mực nước biển sẽ làm tăng momen quán tính của trái đất, qua đó làm chậm chuyển động xoay của địa cầu. Theo các nhà khoa học tại Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA, sự di chuyển của khối lượng nước lớn như thế sẽ làm ngày dài thêm 0,06 mili-giây, khiến trái đất hơi tròn hơn giữa và ở phẳng hơn ở đỉnh. Tác động cũng làm điểm cực lệch đi khoảng 2 cm. Sau nhiều năm đưa vào hoạt động, đến nay nhiều nghi vấn đang được đặt ra trước khả năng kiểm soát lũ của con đập này. Từ đầu tháng trước, Trung Quốc bước vào mùa mưa lũ, khiến nhiều vùng trên cả nước bị chịu thiệt hại. Dư luận Trung Quốc đang rất lo ngại trước khả năng chống đỡ của con đập trị giá 26 tỷ đô la Mỹ khi mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp khiến mực nước tại nhiều nhánh của sông thượng nguồn nâng lên mức độ nguy hiểm.
Theo thông tin từ Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc công bố, các đợt mưa lũ nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở miền Nam của nước này xảy ra liên tục từ đầu tháng trước đến nay, làm cho 108 người thiệt mạng và mất tích, hơn 15.000 lượt người bị ảnh hưởng, 979.000 lượt người phải di rời khẩn cấp, hơn 120.000 ngôi nhà bị sập đổ và hư hỏng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 27,7 tỷ nhân dân tệ, ước tính khoảng 3,9 tỷ đô la Mỹ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt của Trung Quốc trên kênh Tin Mới Nhất ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới Nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.